Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Messi nhận bất ngờ cực lớn tại Mexico. Người hâm mộ cuồng nhiệt ở bất cứ đâu. Mới gần đây, theo như thông tin mới nhất từ tờ AS tại Tây Ban Nha, thì vé xem trận tứ kết lượt về giữa câu lạc bộ Monterrey gặp Inter Miami trên sân Estadio BBVA tại giải CONCACAF Champions Cup đã bán hết chỉ trong chưa đầy 30 phút. Tất cả bởi vì cơn cuồng Messi đã lan tới Mexico. Messi và đồng đội của mình sắp du đấu hai lần trận tứ kết tại giải CONCACAF Champions Cup gặp câu lạc bộ Monterrey của Mexico. Trong đó, trận lượt đi trên sân nhà Chase diễn ra 7 giờ ngày 4 tháng 4 và lượt về trên sân khách Estadio BBVA vào 9 giờ 30 ngày 11 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Vé xem trận lượt về ngày 11 tháng 4 được câu lạc bộ Monterrey mở bán cho các cổ động viên vào ngày 30 tháng 3. Nhưng mà rất nhanh chóng, 53.500 vé, tức là sức chứa của sân Estadio BBVA đã được bán hết chỉ trong đầy chưa 30 phút. Trong khi đó thì vẫn còn hàng trăm cổ động viên khác vẫn cứ xếp hàng suốt nhiều giờ liền để mua vé. Nhưng mà không thể nào mua được bởi vì vé đã thực sự hết rồi. Họ phải đành ra về trong thất vọng. Theo như trang Ticketmaster, Mexico nhu cầu mua vé xem trận Monterrey gặp Inter Miami đang tăng chóng mặt. Trong khi có rất nhiều người săn lùng mua vé lại để xem trận đấu, mức giá vé chính thức của trận đấu này đã được bán lên, hiện đã cao hơn mức so với mức bình thường ở các trận đấu Mexico. Cụ thể là có hai mức giá vé, bao gồm là 110 đô rơi vào khoảng 2,7 triệu và 235 đô khoảng 5,8 triệu đồng. Với những người mà muốn mua lại vé, họ chắc chắn sẽ phải trả cao gấp nhiều lần so với mức giá vé chính thức. Theo tờ AS cho biết, Messi sẽ đến Mexico. Messi hiện nay thì vẫn đang chạy tour để điều trị cho kịp bình phục chấn thương gân kheo chân của mình. Trong cập nhật mới nhất về tình trạng của người danh thủ Argentina, trợ lý của huấn luyện viên Tata Martino, ông Javier Morales cho biết, Messi sẽ không tham dự trận đấu nào vào cuối tuần này khi mà Inter Miami gặp New York City FC tại MLS vào 6 giờ 30 ngày 31 tháng 3. Anh ấy vẫn đang tập luyện riêng với các chuyên gia vật lý trị liệu. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để Messi đạt được thể trạng, thể lực và cả phong độ tốt trong trận lượt đi với Monterrey vào ngày 4 tháng 4 tại tứ kết của giải CONCACAF Champions Cup. Bản thân của Messi cũng đặt mục tiêu trở lại thi đấu từ trận đấu này. Messi đã vắng mặt thi đấu kể từ ngày 14 tháng 3 sau trận Inter Miami thắng Nashville SC với tỷ số 3-1 ở lượt về vòng 16 đội giải CONCACAF Champions Cup. Thắng chung cuộc 5-3 thì danh thủ này cũng bỏ lỡ các trận đấu cho đội tuyển Argentina trong dịp FIFA Day vào hồi tháng 3. Do đó, nếu mà kịp bình phục chấn thương như là dự báo hiện nay thì Messi sẽ trở lại thi đấu từ ngày 4 tháng 4. Xen kẽ đó là trận đấu tại giải MLS khi mà Inter Miami tiếp đội Colorado Rapids vào ngày 7 tháng 4. Danh thủ này hoàn toàn có thể cùng với Miami đến Mexico để thi đấu lượt trận tứ kết với Monterrey để đáp ứng nguyện vọng của các cổ động viên tới đây. MU ấp ủ tham vọng chiêu mộ thần đồng Lenny Yoro nhằm thay thế cho Van Red gặp nhiều hạn chế về mặt thể chất. Theo các nguồn tin từ Pháp cho biết, MU vừa mới có những cuộc tiếp xúc với Lille để thảo luận về khả năng chuyển nhượng Lenny Yoro. Trung vệ 22 tuổi người Pháp được đánh giá rất cao là một mục tiêu của những câu lạc bộ hàng đầu đến từ châu Âu. Trước thì MU có ít nhất 3 câu lạc bộ lớn đặt vấn đề với Lille về việc chuyển nhượng Lenny Yoro. Mùa hè năm nay thì Real và Paris Saint-Germain cùng với Chelsea. Đội ngũ các chuyên gia Ineos Sport làm việc dưới quyền tỷ phú Jim Rickfest thừa nhận rằng Yoro phù hợp để MU xây dựng tương lai lâu dài. Mặc dù với tuổi 18,
nhưng mà Yoro có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại Ligue 1 cũng như là các đội trẻ của Pháp. Nếu mà hoạt động chuyển nhượng thành công, Yoro sẽ là giải pháp thay thế ngay lập tức cho Rafael Varane. Cơ quan chức năng MU đang chờ đợi về lời đề nghị phù hợp cho Varane. Cựu trung vệ của Real nhận lương cao nhưng mà chỉ tham gia vào 55% số phút mà Quỷ Đỏ trải qua. Ở Premier League, Varane chỉ đá 1.260 phút, tương đương với khoảng 50% mà MU đã thi đấu. Yoro cùng với Kobe Manio là những cầu thủ sinh năm 2005, là những tài năng có giá trị cao nhất trong bóng đá thế giới hiện nay. Hợp đồng của Yoro sẽ có thời hạn đến năm 2025. Điều đó có nghĩa là Lai sẽ phải bán anh ngay trong mùa hè này, nếu không muốn mất trắng vào năm sau. Giá trị của Kobe Manio đã tăng lên gần 6 lần chỉ trong vòng 3 tháng, biến anh trở thành tài sản quan trọng của MU. Kobe Manio đã trải qua những ngày tháng như mơ khi mà giành suất đá chính ở MU và được ra mắt trong đội tuyển Anh. Sự thăng tiến không ngừng đã giúp cho Manio hứa hẹn giành một chỗ trong đội hình chính thức của tuyển Anh tham dự Euro 2024 diễn ra vào mùa hè này ở Đức. Đây là một giấc mơ của bất kỳ một cầu thủ nào. Dù vậy thì Manio anh đang tập trung để giúp MU kết thúc mùa giải với một thành tích tốt nhất. Mục tiêu của MU trong phần còn lại của mùa giải là lọt vào top 4 Premier League cũng như là chinh phục danh hiệu FA Cup. Theo đánh giá của trang dữ liệu bóng đá Transfermarkt, Manio hiện có giá 35 triệu euro, sẽ tương đương với khoảng 30 triệu bảng. Giá trị của càng trai 19 tuổi này sẽ tăng gần 6 lần chỉ trong 3 tháng. Dịp Giáng sinh gần nhất thì anh được Transfermarkt định giá là 6 triệu euro. Sự tăng vọt này đã giúp cho Manio đứng thứ 8 trong đội hình của MU về mặt giá trị. Chỉ có Bruno Fernandes, Ramos Hoss hay là Marcus Rashford hay là Lisandro Martinez, Andre Onana, Mason Mount, Alessandro cao giá hơn anh. Cũng như theo tờ Transfermarkt, Manio, người mà sắp được MU tăng lương, sẽ lọt vào top 20 tiền vệ trung tâm có giá trị cao nhất bóng đá thế giới hiện nay. Manio hiện đang nằm trong top 4 cầu thủ sinh năm 2005 đang có giá trị cao nhất. Cùng với anh đó là Victor Roth, Leo Rojo hay là Matitel. Ở Premier League mùa này thì Manio đạt hiệu suất dê bóng thành công 52%. Đây là một mức cao cho các thành viên MU thực hiện từ 15 động tác qua người trở lên. Khi những khoản hợp đồng đắt giá như là Casemiro và Mao đã gây thất vọng, thì Arabas không hòa nhập với Eriksen Sasos. Manio thì đang là điểm tựa giúp cho MU vận hành lối chơi của mình. Cuối tuần này vào 3 giờ ngày 31 tháng 1, Manio sẽ hứa hẹn tạo lên sự khác biệt cho MU trong chuyến làm khách trên sân của Brentford. Cựu hậu vệ Philip Lam đánh giá Pháp là ứng cử viên số 1 tại Euro 2024. Pháp là ứng cử viên số 1, Lam đã nói với AFP hôm 27 tháng 3. Theo tôi, lý do đơn giản bởi vì họ có tới 40 cầu thủ rất tài năng được lựa chọn. Không chỉ đánh giá cao về tài năng, cựu thủ quân tuyển Đức đã cho rằng đội hình của Pháp rất cân, chênh lệch giữa nhóm cầu thủ đá chính và dự bị là rất nhỏ. Do đó, về cơ bản là đội vô địch World Cup 2018 và vào cả chung kết World Cup 2022 có thể chia thành 2 hoặc thậm chí 3 đội hình khác nhau mà có sức mạnh tương đương như thế. Pháp từng giành 2 giải World Cup và Euro, đều thuộc diện giàu thành tích nhất ở châu Âu. Trong tay của huấn luyện viên Deschamps, lúc này là một loạt các cầu thủ từ 23 đến 28 tuổi. Trong đó có Mbappe, Ousmane Dembele hay là Kolo Muani, Marcus Thuram hay là Tchouameni. Theo Hernandez, Lucas Hernandez hay là Ibra Kane, William Saliba hoặc là Pavard. Lam cho rằng nhờ lực lượng tư thế thì huấn luyện viên Deschamps sẽ có thể dễ dàng thực hiện các thay đổi của mình. Anh cũng đánh giá rất cao khả năng dẫn dắt của Deschamps, người làm huấn luyện viên Pháp từ năm 2014 tới nay. Theo cựu đội trưởng Bayern thì nhờ có Deschamps mà Pháp đã chơi gắn kết hiệu quả so với giai đoạn trước. Một điều quan trọng nhất là Pháp luôn thi đấu như là một đội bóng trên sân, anh đã nói. Trái với nhận định của Lam, nhà cái Ostrecker hiện coi anh
là ứng xử viên số 1 cho chức vô địch Euro năm nay, với tỷ lệ 10/3, tức là đặt 3 ăn 10. Pháp là ứng cử viên số 2 với tỷ lệ 4/1, trong khi chủ nhà Đức được đánh giá cao thứ 3, 6/1, và cuối cùng là Bồ Đào Nha, 9/1. Anh chưa bao giờ vô địch Euro, danh hiệu quốc tế duy nhất mà Tam Sư đã giành được là World Cup 1966 trên sân nhà của mình. Năm 2021 thì anh lần đầu tiên vào chung kết Euro, nhưng mà thua Ý 2-3 trong loạt luân lưu ở trận chung kết. Đức thì từng khủng hoảng dưới thời huấn luyện viên Hansi Flick, nhưng mà đang phục hồi tốt dưới sự dẫn dắt của Julian Laxman. Trong hai trận giao hữu vào cuối tháng 3, thì đội chủ nhà Euro 2024 thắng 2-0 ngay trên sân Pháp và thắng Hà Lan 2-1 trên sân nhà. Đức đã từng giành 4 lần vô địch World Cup và đang giữ kỷ lục giành 3 Euro cùng với Tây Ban Nha. Euro 2024 sẽ diễn ra tại Đức từ ngày 14 tháng 6 đến 14 tháng 7. 24 đội sẽ chia làm 6 bảng, với 2 đội dẫn đầu mỗi bảng và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vào vòng 1/8. Lam trưởng thành từ đội đào tạo trẻ của Bayern và cống hiến gần như cả sự nghiệp cho đội bóng này. Anh có tổng cộng là 501 trận đá cho một đội 1 của Hùn Xám và 71 trận chơi Stuttgart cho đến nay theo dạng cho mượn từ 2023, 2003 đến 2005. Lam cũng từng sở hữu một bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ. Anh giành tổng cộng 7 chức vô địch Bundesliga, 6 cúp quốc gia và 1 súp siêu cúp, 1 Champions League và 1 FIFA Club World Cup. Trong màu áo đội tuyển Đức thì Lam vô địch World Cup 2014.